Nó toạc mất đấy. Để vào cái mâm. Đấy, lấy cái lấy một cái đĩa ra. Cái gì ngon cho chúng nó ăn trước. Mình xương nha được. Cái đấy rồi nó nói sau. Ở bọt già thế. Ngồi làm ăn khổ quá. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.